Alo ạ, hôm nay Vinh Gốm lại về quá trời nhiều hàng tàu cho các cụ đây. Đầu tiên là một chiếc bình mã đầu tiên. Cao là 60, bụng là 83 mọi người nhá. Đắp 12 con giáp. Một chiếc bình tàu chuẩn tàu luôn. Chuẩn tàu luôn mọi người nhá. Và em này có một giá là 1 triệu 690 nghìn mọi người nhá. Mã đầu tiên. Có mộc miếc đàng hoàng, đắp 12 con giáp. Lành tít mọi người nhá. Trời ơi, sao nhắn tin nhiều thế nhỉ? Mã số 2. Mã số 2 là một chiếc lư hương mọi người nhá. Mã 2 là một chiếc lư hương men hỏa biến. Còn có một tên gọi nữa. Một chiếc lư hương này. Làm khá là nhiều họa tiết mọi người nhá. Màu men trong và sắc nét. Làm những cái vòng vèo này gửi rất là khó đấy mọi người ạ. Nhưng mà em sẽ cố gắng. Cái lư hương này thì cao là 32, đường kính là 329. Đường kính là 29. Và giá của nó là 1 triệu 150 nghìn mọi người nhá. Một chiếc bình song khỉ này cũng thế này. Cũng là 1 triệu 150 nghìn mọi người ạ. Cái song khỉ này thì là cao 35. Đường kính là 23. Men đều là hỏa biến mọi người nhá. Dưới có chôn chôn là có triện đàng hoàng. Cái men hỏa biến làm nó sâu lắm. Không như là hàng ở Việt Nam. Thứ mã 5. Mã 4. Mã 4 à. Cái này là mã 4 rồi. Cái hai cái kia là em tính thành hai cái trên bàn gọi là hàng hai mã, thì cái mã này là mã 4 này. Mọi người có thể chụp ảnh lại cũng được. Một cặp lọ khá là cao 51 cm. Mọi người mua cả cặp thì là giá là 1 triệu 080 nghìn, quá rẻ mọi người nhá. Làm trong lắm. Cái này cũng cao 51 và 1 triệu 080 nghìn mọi người nhá. Men sâu lắm. Dạn sâu lắm. Nói chung là đẹp đấy mọi người ạ. Mua lẻ một cái cũng bán mọi người nhá. Dưới cũng có chuyện này. Mua cặp, mua lẻ đều được hết. Mọi người cứ chia đôi ra cho em. Em bán rẻ cho mọi người. Cái mã là mã 4, mã 5. Mã 6. Mã 6 này cũng thôi, nói chung là mã biết tầm này em bị lẫn lộn hết cả rồi. Mọi người chụp lại ảnh cho em và gửi Zalo cho em nhá. Em có ảnh chi tiết rồi mọi người ạ. Mọi người thông cảm nhá. Đang quay thì cứ có người nhắn tin đến, khách nhắn tin đến. Chiếc bình này là cao là 63. Bụng là 100, khá là to mọi người nhá, khắc nổi. Tích đẹp luôn. 4.800k chiếc bình này mọi người nhé. Báo ship cho mọi người. Sắc nét, men đẹp. Dưới có chôn chôn có triển hết này. À, bộ này là bộ ngũ phúc mọi người nhá. Phải ngũ phúc nhỉ? À ngũ sự, quên ngũ phúc, phải đọc nó sai sai. Bộ ngũ sự này em đang giao lưu với giá là 2.700 mọi người nhá. Và có fix cho mọi người xuống kịch giá là 2.600. Có fix. Khá là đẹp, gồm 5 món.
hai như kiểu hai chân cao là 31 này, 31 này. Như kiểu là hai chân một lư hương này, hai lọ hoa, tứ tứ giác này và một chân nến này. Kiểu như vậy đấy mọi người ạ. Ngũ phúc vẽ hoa dây. Rất là đẹp. Đẹp lắm mọi người ạ. Bộ này độc, các thầy các cậu cũng hỏi cái bộ này nhiều lắm. Bộ này em bán được 3 4 bộ. Đợt vừa rồi bán hết thì có rất nhiều người hỏi, đợt này mới về này. Cặp này là 1 triệu 580 nghìn mọi người nhá. Cao là 42 cm. Vẽ toàn cá thôi. Lục giác. Chôn có chuyện đàng hoàng. Thiếu gì? Chiếc bình này là cao ba mấy nhỉ? 31 hay 32 nhỉ? 750k chiếc bình tàu cũ này mọi người nhé. Cái này 880 nghìn một cái mọi người ạ, cao 35 cm, bình rồng tàu cũ. Cái gì bạch nhỉ, men gì nhỉ, bạch định. Thôi bây giờ có khi bắt đầu quay cho các cô chú anh chị một vòng cho mọi người xem nhé. Thì là mình thích cái gì thì mình chụp ảnh mình chấm lại Zalo gửi cho em nhé. Em sẽ quay cho mọi người một vòng nhá. Mọi người thích cái gì thì chụp ảnh màn hình chấm lại cho em Vinh Cúm. Hàng nhiều lắm, trời lúc nãy thì nắng nóng lôi ra mệt lắm mọi người ạ. Rồi, có phải là em bán những cái hàng tàu không đâu. Đủ các mặt hàng cơ. Kho thì nóng. Bật mấy cái quạt công nghiệp rồi cũng không không hết được nóng luôn. Hàng nhiều lắm mọi người ơi. Anh em cô chú bác thích cái mẫu gì thì chụp ảnh lại cho em nhá. Nhiều lắm. Bạt ngạt hàng luôn. Đấy, mua về một công này mà bán chỉ được 1 phần 3 thì là vẫn là lỗ vốn mọi người nhé. Đắp vốn để đấy, đắp vốn hàng ế mà đắp vốn để đấy thì lỗ vốn luôn. Bán là 1 phần 3 cũng chưa thua, phải bán được 95% thì là có khi còn còn tí món. Mọi người mua gì thì ủng hộ em Vinh Gốm cho nó hết đi mọi người nhé. Hàng thì giao lưu cho mọi người giá nó mềm thôi mọi người ơi. Men lam, men màu tam khấu này, tam thái, vẽ tam thái này, các kiểu luôn, đủ các mặt hàng cho mọi người xem nhá. Tượng Phật Sơn, nói chung là nhiều lắm, lọ liếc nhiều, lọ to cao 2 mét, 1 mét rưỡi, 2 mét. Tất cả các loại lọ men lam, men màu, tượng đều có đủ trong kho ngày hôm nay mọi người nhá. Cái công này thì mới về cho nên là cũng còn nhiều mặt hàng mà vẫn ở trong thùng, chưa bóc ra được, của em cũng chả nhớ là cái gì nữa. Bây giờ thì đi đóng thêm ít hàng khách đây. Mọi người nhớ đăng ký và ủng hộ cho kênh của Vinh Gốm mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người những clip tiếp theo và nhớ đăng ký ủng hộ kênh Vinh Gốm mọi người nhé. Em chào mọi người nhé.